Ông Trump đòi bỏ vụ án chi tiền bịt miệng sau khi ông Biden ân xá cho con trai. Các luật sư của Tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump yêu cầu hủy bỏ việc kết tội ông trong vụ chi tiền bịt miệng ở Manhattan, viện dẫn lý do Tổng thống Joe Biden ra lệnh ân xá cho con trai. Khi ban hành lệnh ân xá 10 năm cho Hunter Biden, bao gồm mọi tội danh bị cáo buộc hoặc không, Tổng thống Biden khẳng định con trai của ông đã bị truy tố có chọn lọc và bất công và bị đối xử khác biệt. Tổng thống Biden lập luận rằng chính trị đã làm vấy bẩn quá trình này và dẫn đến việc xử lý sai trái. Các luật sư của ông Trump viết trong đơn kiến nghị gửi tòa án hôm 2 tháng 12. CNN dẫn lời các luật sư của ông Trump, Thut Blanche và Emil Bot, những người được ông đề cử vào các vị trí hàng đầu tại Bộ Tư pháp trong chính quyền sắp nhậm chức, coi các bình luận của Tổng thống Biden tương đương với việc lên án Bộ Tư pháp hiện nay. Họ cũng cáo buộc công tố viên quận New York Alvin Bragg đã tham gia vào cùng một dạng sân khấu chính trị. Ngoài việc viện dẫn ông Biden ân xá cho con trai, các luật sư của ông Trump còn lập luận rằng thẩm phán nên bác bỏ vụ án chi tiền bịt miệng vì việc ông Trump tái đắc cử vào Nhà Trắng hồi tháng trước là rào cản pháp lý đối với các thủ tục tố tụng hình sự tiếp theo, dựa theo phán quyết miễn trừ truy tố cho Tổng thống do Tòa án tối cao ban hành vào mùa hè năm ngoái. Họ cũng đề cập đến việc công tố viên đặc biệt Mỹ Jack Smith đã quyết định chấm dứt hai vụ án hình sự liên bang chống ông Trump vì chính sách lâu nay của Bộ Tư pháp cấm truy tố hình sự lãnh đạo Nhà Trắng. Văn phòng công tố viên Bragg hồi đầu năm nay đã truy tố thành công ông Trump vì các cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản tiền 130.000 đô la được chi nhằm ém nhẹm mối quan hệ giữa chính khách Cộng hòa này với ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels vào năm 2016. Thẩm phán Juan Mitchell đã hoãn vô thời hạn việc tuyên án ông Trump trong vụ án này sau khi ông Trump giành chiến thắng cho cuộc bầu cử Tổng thống ngày 5 tháng 11. Các luật sư của Tổng thống mới đắc cử cũng muốn bác bỏ việc kết tội ông, nhưng văn phòng công tố viên New York cho biết sẽ phản đối mọi nỗ lực như vậy. Nhiều quốc gia lo ngại về tình hình ở Hàn Quốc. Hàng loạt nước bày tỏ lo ngại, cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Hàn Quốc sau vụ Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đêm 3 tháng 12 bất ngờ ban bố thiết quân luật và chỉ trích Đảng Dân Chủ DP đối lập, bên chiếm thế đa số ở Quốc hội, chống phá nhà nước. Sau đó vài giờ, Tổng thống Yoon thông báo chấp nhận gỡ thiết quân luật theo yêu cầu của Quốc hội. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken hôm nay cho biết Washington hoan nghênh quyết định của Tổng thống Hàn Quốc và mong những bất đồng chính trị ở nước này sẽ được giải quyết một cách hòa bình. Ông cũng tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với đồng minh. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng nói rằng Mỹ cảm thấy nhẹ nhõm khi Tổng thống Hàn Quốc đảo ngược tuyên bố đáng lo ngại. Nhà Trắng cũng khẳng định chính quyền Tổng thống Joe Biden không biết trước về quyết định thiết quân luật của ông Yoon. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc thông báo hai nước đã hoãn các cuộc đàm phán về răn đe hạt nhân và đợt diễn tập sa bàn dự kiến tổ chức trong tuần này. Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba cho biết nước này đang theo dõi sát tình hình ở Hàn Quốc với mối quan ngại nghiêm trọng. Ông nói thêm rằng Nhật Bản đang thực hiện mọi biện pháp có thể để nhằm đảm bảo an toàn cho công dân ở Hàn Quốc. Phó phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Keir Starmer nhận xét tình hình thay đổi rất nhanh và nước này đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến, kêu gọi công dân Anh tránh các cuộc biểu tình ở Hàn Quốc. Nga, Đức và Liên Hợp Quốc trước đó cũng thông báo theo dõi sát tình hình ở Hàn Quốc, mô tả lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon là điều đáng quan ngại. Sau đêm thiết quân luật chóng vánh và hỗn loạn, đảng cầm quyền và phe đối lập ở Hàn Quốc vẫn tiếp tục mâu thuẫn. Phe đối lập kêu gọi lập tức luận tội Tổng thống Yoon, nhấn mạnh ông không được tại vị thêm một phút nào. Ông Han Dong Hoon, Chủ tịch Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền, cũng đề xuất Tổng thống lập tức sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-un, người đề xuất ban bố thiết quân luật. Ông cảnh báo mọi quan chức chính phủ liên quan đến cuộc khủng hoảng phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống phải giải thích cụ thể về sự việc. Ông Tập Cận Bình gặp ông Hun Sen ở Bắc Kinh. Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tại Bắc Kinh hôm qua, 3 tháng 12, Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nêu ra 3 nội dung hợp tác giữa hai bên. Phát biểu tại cuộc hội đàm, Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định tình hữu nghị sắt đá với Campuchia, cho rằng điều này hoàn toàn phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước. Ông nhấn mạnh Trung Quốc luôn coi Campuchia là hướng trọng điểm trong chính sách ngoại giao láng giềng, đồng thời sẵn sàng cùng với Campuchia xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai trong thời đại mới với chất lượng cao, trình độ cao và tiêu chuẩn cao. Theo Chủ tịch Trung Quốc, hai bên trước tiên cần kiên định ủng hộ lẫn nhau, củng cố tình hữu nghị sắt đá giữa hai nước. Ông cho biết Trung Quốc sẽ ủng hộ Campuchia trong bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia. Thứ hai, hai nước cần tăng cường giao lưu và học hỏi lẫn nhau, cùng hướng tới sự phát triển chung và hưng thịnh chung. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi chiến lược và hợp tác đào tạo cán bộ với Đảng Nhân dân Campuchia nhằm giúp Campuchia tìm ra con đường phát triển phù hợp với điều kiện đất nước. Thứ ba, hai nước cần nắm bắt các cơ hội hợp tác, mở ra cục diện mới đôi bên cùng có lợi. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ Campuchia phát huy vai trò lớn hơn trong các vấn đề quốc tế và khu vực, tăng cường sức mạnh của miền Nam toàn cầu, ủng hộ ASEAN giữ vững tự chủ chiến lược và duy trì vị thế trung tâm, kiên quyết phản đối các thế lực bên ngoài đưa tư duy chiến tranh lạnh vào khu vực, thúc đẩy hội nhập và xây dựng cộng đồng ASEAN. Về phần mình, theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Hun Sen tái khẳng định Trung Quốc là người bạn tin cậy nhất của Campuchia. Thực hiện chính sách hữu nghị với Trung Quốc là đồng thuận chính trị vững chắc của Đảng Nhân dân Campuchia và sẽ không thay đổi dù có sự chuyển giao lãnh đạo giữa các thế hệ. Campuchia sẵn sàng cùng với Trung Quốc tăng cường giao lưu chính đảng, làm sâu sắc thêm tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực, thắt chặt hợp tác thanh niên và giao lưu nhân văn, cũng như tăng cường điều phối và phối hợp cho các vấn đề quốc tế và khu vực. Được biết, Chủ tịch Hun Sen đang có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 12. Ngoài hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, ông cũng có các cuộc gặp với Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hậu Đình và Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Mỹ bắt một người Trung Quốc bị nghi xuất khẩu súng đạn sang Triều Tiên. Bộ Tư pháp Mỹ thông báo một người đàn ông Trung Quốc đã bị bắt tại bang California hôm 3 tháng 12 vì bị cáo buộc xuất khẩu súng và đạn dược sang Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Người đàn ông Trung Quốc nói trên, Sang Hoa Wen, 41 tuổi, bị buộc tội vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ đối với Triều Tiên, theo AFP. Ông Wen và những người đồng phạm không rõ danh tính bị cáo buộc đã giấu vũ khí và đạn dược bên trong các container được vận chuyển từ thành phố Long Beach thuộc bang California, Mỹ qua Hồng Kông, Trung Quốc đến Triều Tiên. Bộ Tư pháp Mỹ cho hay, cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu 2 thiết bị vào tháng 8 tại nhà của ông Wen mà ông dự định đưa đến Triều Tiên. 2 thiết bị đó gồm một thiết bị nhận dạng mối đe dọa hóa học và một máy thu cầm tay phát hiện các thiết bị nghe lén. Trước đó vào tháng 9, giới thực thi pháp luật Mỹ đã tịch thu 50.000 viên đạn 9mm mà ông Wen bị cáo buộc đã có được để gửi đến Triều Tiên, theo Bộ Tư pháp Mỹ. Cũng theo bộ này, ông Wen đã cố lấy một động cơ máy bay dân dụng từ một nhà môi giới tại Mỹ. Wen đã nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ bằng thị thực du học năm 2012, nhưng vẫn ở lại nước này sau khi thị thực du học hết hạn. Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định do lưu trú bất hợp pháp tại Mỹ, Wen bị cấm sở hữu súng và đạn dược. Wen cũng không có giấy phép cần thiết để xuất khẩu đạn dược, súng và các thiết bị khác sang Triều Tiên, theo hãng tin UPI dẫn lời giới chức Mỹ.